Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức và hai bản tin này. Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi có nội dung như sau: xác minh sự việc xe ô tô, xe máy dừng đột ngột ở giữa đường để nhặt tiền rơi. Lực lượng công an thành phố Ninh Bình đang tiến hành xác minh làm rõ sự việc khi một xe ô tô và một số xe máy đang dừng đột ngột trên đường để nhặt tiền rơi ra ngoài. Sáng hôm nay ngày 25 tháng 8, trao đổi với báo giao thông, một lãnh đạo công an thành phố Ninh Bình cho biết đã tiếp nhận được thông tin liên quan đến nội dung đoạn video ghi lại chiếc xe ô tô con đang lưu thông trên đường bất ngờ dừng đột ngột, suýt bị xe ô tô phía sau tông vào đít. Ngoài ra, còn có nhiều người đi xe máy dừng lại để nhặt tiền. Bước đầu xác định sự việc trên xảy ra trên tuyến đường phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình sáng cùng ngày. Chúng tôi đã yêu cầu chủ chiếc xe 35A12741 lên làm việc. Qua khai báo, người điều khiển xe này cho rằng đang lưu thông trên đường thì phía trước có một chiếc xe máy bỗng nhiên dừng lại nên đã phanh gấp. Sau đó, người đi cùng trong xe thấy ở ngoài họ nhặt tiền nên đã bước xuống và nhặt được hơn 200.000 đồng. Số tiền này cũng đã bàn giao lại cho cơ quan công an thành phố. Hiện chúng tôi đang yêu cầu công an phường xác định những phương tiện xe máy thời điểm đó và thông báo chủ số tiền bị đánh rơi liên hệ với công an để làm việc và nhận lại số tiền. Vụ việc vẫn đang được xác minh làm rõ, lãnh đạo công an thành phố Ninh Bình thông tin thêm. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video ghi lại cảnh chiếc xe ô tô 4 chỗ đang đi bất ngờ phanh gấp. Người trên xe ô tô cùng nhiều người đi đường khác đã nhanh chóng xuống đường nhặt số tiền do người khác đánh rơi trên đường. Hình ảnh cho thấy những người nhặt tiền đã bất chấp an toàn cho mình và cho các phương tiện lưu thông phía sau để xuống nhặt tiền rơi trên đoạn đường như vậy. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Qua đây cho chúng ta thấy là nhặt hơn có 200.000 đồng mà bị cơ quan chức năng mời lên làm việc. Rồi cuối cùng tiền đó cũng không được hưởng. Mà nếu mà nặng hơn, nếu khi mà dừng đột ngột như vậy mà lỡ xảy ra tai nạn gì thì liệu có số tiền mà mình lụm đó đó nó có đủ cái tiền mà nằm viện phí không? Hay là tiền mà bồi thường cho những thiệt hại tai nạn gây ra? Rồi, tốt nhất là đi trên đường thấy tiền rơi đừng nên lụm là tốt nhất. Nhiều khi một phần đó là không gây ảnh hưởng đến giao thông, một phần cũng sẽ là những kẻ xấu cố tình đánh rơi tiền. Khi mà chúng ta dừng lại xuống, chúng ta nó sẽ dàn cảnh để cướp bóc, như vậy cũng sẽ không tốt cho chúng ta. Đường nào là thấy tiền rơi thì tốt nhất đừng lụm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay hãy đăng ký kênh và đừng quên like và chia sẻ để cho mọi người cùng xem, và đừng quên ấn vào nút thông báo để cập nhật những video mới nhé. Cảm ơn các bạn.